Rất vui được chào đón quý cô bác, anh chị cùng toàn thể các bạn đến với kênh Tướng Số Tử Vi của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình gửi tới quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý vị những tháng ngày nhiều may mắn, hạnh phúc, tài lộc và vạn sự như ý. Quý cô bác, anh chị cùng toàn thể các bạn đã biết, kênh Tướng Số Tử Vi chuyên đăng tải những nội dung về phong thủy, tướng số, tử vi. Và hôm nay, trong chuyên mục Phong thủy ứng dụng, ban biên tập của chương trình sẽ chia sẻ với quý cô bác, anh chị cùng toàn thể các bạn nội dung tuổi Dậu hợp với nghề gì và hướng nào theo phong thủy để tài lộc thịnh vượng, buôn bán thuận lợi, phơi phới, tin vui. Và để đến với nội dung chi tiết của chương trình hôm nay, quý cô bác, anh chị cùng toàn thể các bạn đừng quên hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Và khi xem thấy hay, hữu ích, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Để mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với tổng quan vận mệnh của người tuổi Dậu. Tuổi Dậu hay còn gọi là tuổi con gà là dấu hiệu thứ 10 trong hệ tử vi chiêm tinh học phương Đông. Người cầm tinh con giáp tuổi Dậu thường rất hay bị hiểu nhầm và đa phần đặc điểm con người họ đều rất phức tạp. Họ có ngoại hình khá thu hút và ăn chắc mặc bền. Một số người tuổi Dậu mang tính cách khá mạnh mẽ, bí ẩn, lặng lẽ. Một số khác lại khá tích cực và hoạt bát. Họ là một người có hai phần tính cách. Một mặt họ có nét quyến rũ và tốt bụng, mặt khác lại khá lạnh lùng và tàn bạo. Người tuổi Dậu rất thực tế. Những người tuổi Dậu có cách tiếp cận cuộc sống với tầm nhìn rất rộng lớn. Họ có nhiều hy vọng và một mong muốn mạnh mẽ là được thành công. Họ sẵn sàng hy sinh bất chấp để xây dựng thành công trong mọi lĩnh vực. Người tuổi Dậu đa phần là rất truyền thống và tốt bụng, nhưng có điều họ chỉ áp dụng với những người mà họ mong muốn. Người tuổi Dậu là một công nhân xuất sắc, có thể làm những điều tuyệt vời. Người tuổi Dậu đa phần là người tin rằng họ luôn luôn đúng. Họ có một niềm tin mạnh mẽ vào ý nghĩ của mình và họ luôn áp đặt quan điểm của họ vào người khác. Điều này dẫn đến một sự không hài hòa ở người khác về họ. Họ là những người có lập luận tốt, thẳng thắn, trung thực và giỏi về ngoại giao. Họ luôn ngoan cố trong mọi cuộc tranh luận chỉ để giành phần thắng về mình. Những người tuổi Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì với những ai không theo kịp nhịp độ của họ. Do họ quá thật thà và thẳng thắn, đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Thực tế, những người tuổi Dậu là những người rất phức tạp và có đôi chút phù phiếm. Đặc biệt, họ là những người dí dỏm, tràn trề sức sống. Những người tuổi Dậu thường có xu hướng tỉ mỉ, chi tiết và cầu toàn. Họ cũng có thể là những nhà quản lý giỏi. Đối với những người cầm tinh con gà, vị trí của họ trong cộng đồng là hết sức quan trọng. Vì thế họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình, chậm rãi mà có phương pháp. Họ thích sự phô trương, thích những nơi sang trọng lộng lẫy và những dịp lớn khi họ có thể mặc những bộ cánh sang trọng và thời thượng nhất của mình. Nhưng sự đam mê thật sự của họ là hòa mình vào với thiên nhiên. Những người tuổi Dậu thường rất hãnh diện về gia đình của mình. Họ là những người quản lý gia đình rất hiệu quả. Họ thích sự ngăn nắp, gọn gàng, nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất. Đối với họ, sự sạch sẽ, vệ sinh luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Họ thực tuýp người ưa chuộng truyền thống. Những người này thường thích trang trí đồ gỗ nội thất trong nhà. Trong số những người cầm tinh tuổi Dậu có nhân vật là đại biểu với tính cách giàu ảo tưởng, hành động vì trượng nghĩa. Ông ta tự cho mình là anh hùng không hề biết sợ, sẽ làm thay đổi thế giới. Thật ra, đặc trưng của người tuổi Dậu bề ngoài là người cấp tiến, tự cho mình là tài giỏi nhưng trong lòng lại rất bảo thủ và cố chấp. Họ là những người ưa tranh luận mà bất chấp người khác có cảm giác như thế nào. Họ luôn cho rằng mình đúng, không thừa nhận bất kỳ một khiếm khuyết nào. Người tuổi Dậu thích được người ta khen ngợi, khoa trương. Khi bị một ai đó phê bình, họ sẽ dùng đủ mọi cách để phản bác, không thừa nhận sai lầm của mình. Song dù như thế nào thì mọi người vẫn yêu mến họ bởi tính cách cần cù, chịu khó. Trong lĩnh vực kinh tế, họ là nhà quản lý có tài. Họ biết làm sao để cân đối các khoản thu chi
một cách đúng đắn nhất. Tính cách của người tuổi Dậu cơ bản được phân thành hai loại. Một là thích nói chuyện phiếm hay nói lung tung, tính cách sôi nổi. Còn lại kia là những người giỏi quan sát, biết đoán ý người khác qua lời nói, sắc mặt. Hai nhóm người này rất khó sống với nhau. Người tuổi Dậu có không ít những phẩm chất tốt để bù đắp cho những khiếm khuyết của bản thân. Họ rất tinh nhanh, năng nổ, khả năng tổ chức cao, nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn, biết cách giải quyết khó khăn. Họ dám đứng ra vạch trần những hành vi xấu xa, nghiêm khắc phê bình người khác. Cùng đi với những ưu điểm này là khuyết điểm thích tranh cãi, luôn muốn khoe khoang những kiến thức uyên bác của mình, không hề quan tâm đến cảm giác của người đối diện. Nhưng một khi gặp thất bại, họ cũng không sa sút tinh thần. Phương pháp của họ là nói quan điểm của mình cho từng người một nghe, để mọi người tin họ, đứng về phía họ. Quý vị tuổi Dậu có biết mình là một trong những con giáp cơ hội bội phát, tiền bạc đầy nhà trong nửa cuối tháng 5 dương lịch năm 2020 không? Quý vị hãy theo dõi video phát trên kênh Tướng Số Tử Vi để nắm bắt ngay nhé. Quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn đang theo dõi nội dung tuổi Dậu hợp với nghề gì và hướng nào theo phong thủy để tài lộc thịnh vượng, buôn bán thuận lợi, phơi phới tin vui. Và để đến với nội dung người tuổi Dậu hợp với nghề gì để đem lại thành công trong sự nghiệp, mời quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn chưa đăng ký kênh hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình và nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và hữu ích, quý vị cũng đừng quên nhấn nút like rồi chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Sau đây, mời quý vị cùng đến với nghề nghiệp phù hợp nhất cho người tuổi Dậu. Người tuổi Dậu là những người có nhiều ước mơ, hoài bão và lòng quyết tâm kiên định. Khi đã đặt ra mục tiêu cho mình, họ sẽ cố gắng theo đuổi cho đến cùng. Dù có phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, họ cũng sẽ không bỏ cuộc. Người tuổi Dậu thông minh, sắc sảo, nhanh nhẹn, hoạt bát, có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Họ có thể trở thành những người lãnh đạo tài ba hay một nhân viên xuất sắc. Dù là ở vị trí nào hay vai trò nào thì người tuổi Dậu vẫn có thể phát huy tối đa tài năng, tinh thần, trách nhiệm cao của mình. Những người này khéo léo trong giao tiếp, vì vậy họ có thể xây dựng được nhiều mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Không ai giỏi thuyết phục người khác bằng người tuổi Dậu. Lĩnh vực ngoại giao sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Hay nữ giới tuổi Dậu có thể sử dụng trong lĩnh vực thiết kế. Sự khéo léo, tỉ mỉ, chăm chỉ sẽ giúp họ đạt được nhiều thành công. Làm việc với những người tuổi Dậu, bạn sẽ luôn trong tình trạng phấn đấu nỗ lực hết mình. Bởi những người này rất cầu toàn, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến họ không ưng ý. Quý vị tuổi Dậu đừng quên tham khảo thêm video Top con giáp 6 tháng cuối năm, tiền bạc ùn ùn tới, tài lộc tới tấp về. Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi ngày 25 tháng 3 năm 2020. Quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn vừa tìm hiểu những nghề nghiệp phù hợp với người tuổi Dậu. Vậy người tuổi Dậu hợp với màu gì? Và để đến với nội dung tiếp theo, rất mong quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn lần đầu tiên đến với kênh Tướng Số Tử Vi, hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình và nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị cũng đừng quên nhấn nút like rồi chia sẻ cho đông đảo anh chị em, bạn bè, người thân cùng tham khảo. Ngay bây giờ, mời quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn đến với phần tiếp theo. Người tuổi Dậu hợp với màu gì? Trong phong thủy, màu sắc có vai trò quan trọng trong việc cân bằng âm dương của mỗi người. Vì vậy, xem màu phù hợp với tuổi để mua xe, sơn nhà hay chọn màu trang phục hoặc trang sức đá phong thủy là việc nên làm để kích tài lộc, tương trợ cho bản mệnh. Việc lựa chọn màu sắc phong thủy cũng mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho người tuổi Dậu. Người tuổi Dậu rất giỏi trong việc đối nhân xử thế, luôn hòa nhã, thân thiện với bạn bè. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đối với họ thì họ đều nghĩ ra đối sách phù hợp. Họ là một trong những người đồng hành trung thành và đáng tin cậy nhất trong 12 con giáp. Họ luôn sẵn sàng chịu thiệt để làm vui lòng bạn bè. Họ có tài vận rất thịnh vượng nhưng lại không biết cách giữ tiền. Nếu không phải đi mượn thì cũng là đầu tư, lỗ vốn, nguy cơ phá sản lớn. Trong năm Thái Tuế 2020 gây nhiều ảnh hưởng, tử vi của người tuổi Dậu 2020 dự báo có những khó khăn mà con giáp này phải đối mặt. Nào là áp lực về tài chính, nào là rắc rối trong công việc, đủ chuyện khiến cho bản mệnh mệt mỏi không thôi. Vì vậy, để thay đổi vận mệnh, quý vị tuổi Dậu nên thực hiện theo lời khuyên của các chuyên gia phong thủy
đó là nên mang theo dây đeo, mặt Phật bản mệnh và vòng đá phong thủy để hóa hung thành cát, thúc đẩy lộc tài. Đối với những người tuổi Dậu, được vị thần Bất Động Minh Vương hộ mệnh. Khi có Đức Phật Bất Động Minh Vương là Phật bản mệnh, những người sinh năm Dậu sẽ có được sự bảo vệ của Ngài, một đời thuận lợi, bình an, như ý. Ngài sẽ giúp bạn luôn phân biệt được mọi sự đúng sai trên đường đời và có thể nắm bắt được mọi cơ hội, tận dụng tốt trí tuệ của mình, thích ứng tốt với mọi hoàn cảnh để xây dựng một sự nghiệp thành công. Bên cạnh đó, gia đình bạn cũng luôn hạnh phúc, may mắn, cát tường, như ý. Cùng với mặt Phật bản mệnh, quý vị tuổi Dậu cũng nên sử dụng, mang theo bên mình, đó là vòng đá phong thủy. Người tuổi Dậu tùy theo từng bản mệnh mà nên chọn mặt Phật bản mệnh hay vòng đá phong thủy có màu sắc phù hợp. Đối với người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 và năm 2005, hợp với màu đen, màu xanh dương và màu trắng. Đối với người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 và 2017, hợp với màu đỏ, màu cam, màu tím và màu xanh lá cây. Đối với người Kỷ Dậu sinh năm 1969, hợp với màu đỏ, màu cam, màu tím, màu vàng và màu nâu. Đối với người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, hợp với màu đen, màu xanh dương và xanh lá cây. Đối với quý vị tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, lại hợp với màu vàng, màu nâu và màu trắng. Vậy người tuổi Dậu hợp với con số nào theo phong thủy? Trong ngũ hành, tuổi Dậu thuộc hành kim, do thủy sinh kim. Vì vậy người tuổi Dậu hợp với các con số có ngũ hành mệnh là kim và thủy. Bạn nên chọn các số điện thoại chứa dãy số 0, 9, 5, 6 để kích hoạt nguồn năng lượng cát, gặp hung hóa cát, đem lại may mắn cho bản thân. Quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn tuổi Dậu đã theo dõi, màu sắc phù hợp và con số tạo may mắn nhiều cho người tuổi Dậu. Chúc quý vị nhiều thành công và tài lộc. Vừa rồi quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn đã theo dõi chuyên mục Phong thủy ứng dụng với nội dung Người tuổi Dậu hợp với nghề gì và hướng nào theo phong thủy để tài lộc thịnh vượng, buôn bán thuận lợi, phơi phới tin vui. Và để tiếp tục cập nhật những video mới nhất, đặc sắc, ý nghĩa nhất từ chương trình, rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình và nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị cũng đừng quên nhấn nút like và chia sẻ cho đông đảo anh chị em, bạn bè, người thân cùng tham khảo. Nếu như có ý kiến băn khoăn thắc mắc về các lĩnh vực tử vi, tướng số, phong thủy, quý vị hãy để lại tin nhắn ở phía dưới video phần bình luận để ban biên tập của chương trình sẽ trả lời miễn phí đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của đông đảo quý cô bác, anh chị cùng toàn thể các bạn.